Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là tử vi tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, báo hiệu chi kê tháng 10, tháng 11, tháng 12 âm lịch, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, hóa hung thành cát, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, giàu sang bất ngờ nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Đầu tiên, đặc trưng tính cách của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, báo hiệu chi kê, mạng đại trạch thổ, đất nhà lớn, khắc thiên thượng thủy, con nhà huỳnh đế, quan lộc, xương con gà, tướng tinh con thỏ, cuộc đời được Phật bà quan âm độ mạng. Kỷ Dậu nổi bật là sự trung thành, họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì đã nói. Họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Kỷ Dậu rất ghét tính không thành thật hoặc sự nhạo báng dưới bất kỳ hình thức nào, thế nhưng đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ. Bản tính thận trọng và hoài nghi, cộng thêm sự nhạy bén, điều này đã khiến quý mệnh khá tỉnh táo đó. Kỷ Dậu thường có xu hướng cầu toàn, tỉ mỉ và chi tiết, họ thường trở thành những nhà quản lý giỏi, có thể nói vị trí của người cầm tinh con gà trong cộng đồng là hết sức quan trọng, vì vậy họ sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để tiến thân theo cách của mình. Kỷ Dậu thích sự phô trương, thích những nơi lộng lẫy và sang trọng và đặc biệt thích tiệc tùng và lễ hội. Để có thể khoe những bộ cánh thời thượng của mình, bản thân thường rất hãnh diện về gia đình và là người quản lý gia đình cũng rất hiệu quả. Họ ưa thích sự ngăn nắp và gọn gàng, nhà cửa lúc nào cũng phải tươm tất, sự sạch sẽ vệ sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Người cầm tinh con gà thường ưa chuộng truyền thống và thường thích trang trí nhà bằng các đồ gỗ nội thất đặc trưng. Bề ngoài là người cấp tiếng tự cho mình là tài giỏi, thế nhưng trong lòng lại rất bảo thủ cố chấp. Họ ưa tranh luận mà bất chấp về cảm giác của người khác thế nào, luôn cho rằng mình đúng và không thừa nhận bất kỳ một khuyết điểm nào. Bản thân thích được khen ngợi và khi bị ai đó phê bình thì sẽ tìm mọi cách phản bác lại và sẽ không chịu thừa nhận sai lầm đó. Nhưng thế nào thì mọi người vẫn cũng sẽ yêu mến vì tính cách chịu khó và cần cù. Trong lĩnh vực kinh tế, tuổi Kỷ Dậu là các nhà quản lý có tài và họ biết cách làm sao để cân đối các khoản thu chi một cách đúng đắn, là người rất tinh nhanh, năng nổ và khả năng tổ chức cao. Họ nghiêm túc, chăm chỉ, thẳng thắn và biết cách giải quyết khó khăn, đó là những phẩm chất tốt để họ bù đắp những điểm khuyết của bản thân. Kỷ Dậu có tướng mạo thu hút người khác, đặc biệt là nam giới khôi ngô tuấn tú, mạnh mẽ, kiên cường, họ cũng rất tự hào về tướng mạo của bản thân. Muốn thể hiện mình, mọi người không thể thấy được sự lười biếng của họ, vì thường có vẻ ngoài được tôn kính đoan trang, đàng hoàng. Cho dù trong số họ có ai là người thẹn thùng nhất, thì trước mặt mọi người, người đó vẫn tỏ ra là tháo vát, nhanh nhẹn, thể hiện hết khí chất, tính cách của mình. Họ là những diễn viên tuyệt vời, thường là nhân vật trung tâm trong mọi hoạt động, thường là vẻ đẹp lấp lánh, thu hút mọi người. Tính cách của họ luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác, mỗi một cử chỉ hành động đều được mọi người chú ý. Họ mang tâm tư vui vẻ, cử chỉ tính cách nhạy bén, thường không bỏ bất cứ một cơ hội nào để đưa bản thân vượt qua nguy hiểm và đạt thành công. Là người có tài năng diễn xuất và khả năng viết lách, họ có thể tranh luận bất cứ vấn đề nào và bất cứ lúc nào. Nếu muốn tranh luận với họ về một vấn đề nào đó, thì rất dễ gặp thất bại. Nếu muốn hiểu rõ hơn về tuổi Kỷ Dậu, thì nhất định phải chịu đựng tính ưa thích tranh luận của họ. Tranh luận với người khác là thiên tính, không thể lay chuyển được. Chính vì thế, về điểm này có khó tiếp nhận đến đâu, thì vẫn phải khống chế bản thân không được nổi cáu. Nếu không chẳng may chạm phải ngòi nổ mà lúc nào cũng sẵn sàng của họ thì nhất định sẽ xảy ra một trận chiến. Khi Kỷ Dậu rơi vào trạng thái tiêu cực thì sẽ nghĩ ra mọi cách để giữ nguyên ý mình và tin mình là đúng, chỉ công nhận ưu điểm của bản thân.
Thế nhưng nếu chúng ta phân tích kỹ một chút nội tâm thì sẽ phát hiện ra mục đích mà họ làm như vậy chỉ là muốn xác định giá trị của họ, nên họ không muốn nhận thức chân thật về bản thân. Hầu hết tuổi Kỷ Dậu đều quản lý tài chính trong gia đình, họ tính toán tỉ mỉ, biết cân bằng thu chi. Họ rất coi trọng tay hòm chìa khóa, tính toán rất cẩn thận mỗi việc phải làm và rất quý trọng thời gian của mình. Con cái của tuổi Kỷ Dậu cũng có thể nhận chức vụ nhân viên bảo quản tài sản để bố mẹ gửi cho chúng từng đồng tiền nhỏ với mục đích để bọn trẻ tăng thêm vốn cho ngân hàng. Tuổi Kỷ Dậu là người giỏi giữ mình và thích giải quyết xử lý các vấn đề hay công việc. Thế nhưng cũng đừng hy vọng họ làm những việc mang tính cải cách. Họ có thể sắp xếp mọi việc để làm tốt hơn nhưng lại thiếu tính sáng tạo. Họ rất khó nhận nhân vật mang tính cải cách. Nếu như biết những kiến nghị mà họ đề xuất được ủng hộ thì họ sẽ đưa ra những suy nghĩ mới, sáng tạo trong công việc và sẽ đạt được thành tích. Tuy nhiên, đôi lúc cũng tiêu tiền vung tay quá chán, nhưng số tiền này chi tiêu cho bản thân, họ rất nghiêm khắc trong việc chọn lựa ăn mặc và rất thích thú sự thu hút chú ý của mọi người. Có lúc họ còn trang trí nhà và phòng làm việc rất đẹp, bản thân cũng thích trang điểm và đặc biệt xem trọng chất tước và bằng khen. Bản thân bao giờ cũng cố gắng để có được ít nhất một cơ hội đoạt được huy chương hoặc chức vị trong công việc. Tiền của họ ngoài việc tiêu cho gia đình nhỏ thì còn dùng để theo đuổi tình yêu hoặc giành được tình cảm tốt cho đồng nghiệp. Chỉ có một thứ mà có thể nhận được từ họ miễn phí, đó chính là kiến nghị. Phụ nữ tuổi Kỷ Dậu luôn là người thực tế, cần cù, chăm chỉ, chịu khó và hay giúp đỡ mọi người. Họ là người vợ đảm đang, người mẹ dịu hiền, là người năng động, vì thế có sức khỏe tốt. Xem luận giải tử vi năm 2023 thấy rõ, khác với hồi đầu năm, có thể nói rằng 3 tháng cuối năm 2023 này là khoảng thời gian đầy rẫy những khó khăn chứ không còn bình yên như trước, đòi hỏi quý mệnh phải không ngừng khích lệ bản thân, cố gắng vươn lên, không đầu hàng nghịch cảnh. Về công việc, cục diện xung thái tuế năm 2023 gây ảnh hưởng hầu hết đến các phương diện cuộc sống của quý mệnh, khiến các mối quan hệ bị ảnh hưởng, làm công việc gì cũng không được như ý muốn. Chính vì thế, quý mệnh cần hết sức kiềm chế bản tính nóng nảy, hạn chế mâu thuẫn với mọi người xung quanh, kẻo rước họa lúc nào không biết. Khi được giao cho phụ trách công việc nào thì cần phải làm hết mình, nếu giữ tinh thần làm việc đối phó thì sẽ dễ mắc lỗi sai, gây ảnh hưởng đến bản thân và cả tập thể. Chuyện làm ăn cũng gặp nhiều cản trở khi liên tiếp phải đối đầu với những đối thủ mạnh, các kế hoạch đầu tư, kinh doanh gặp phải khá nhiều khó khăn, thậm chí có người đánh mất định hướng của mình. Hơn nữa, còn có thể đưa ra những quyết định sai lầm, gây hao tài tốn của do ảnh hưởng của đại hao. Vì thế, 3 tháng cuối năm 2023 này, quý mệnh cần thắt chặt chi tiêu và cẩn trọng trong đầu tư. Về tình cảm, phương diện này cũng không có nhiều khởi sắc khi với nửa kia của mình luôn mâu thuẫn với nhau, dường như cả hai đã quá mệt mỏi nên không còn muốn nhượng bộ nửa kia nữa. Càng so đo tính toán, quan hệ của hai người càng trở nên gay gắt hơn. Nếu đôi bên không chịu sửa đổi bản thân, chuyện rạn nứt đổ vỡ là hoàn toàn có thể xảy ra. Về sức khỏe, áp lực về tinh thần là nguyên nhân chính khiến cơ thể suy nhược, vì thế trong năm chú trọng giải quyết vấn đề này, ắt thể trạng được bình ổn. Và sau đây sẽ là chi tiết các phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2023 như sau. Đầu tiên là về mặt sự nghiệp. Tử vi năm 2023 nhận định con đường công danh sự nghiệp của Kỷ Dậu 3 tháng cuối đầy những trắc trở, khó khăn. Quý mệnh cần xác định rõ mục tiêu của mình và xác định sẵn tinh thần để có động lực vươn lên, không đầu hàng nghịch cảnh. Các mối quan hệ xã giao của quý mệnh cũng không được tốt, khó có thể tìm được người đồng chí hướng với mình, thậm chí chỉ cần có người bày tỏ thiện ý cũng là tốt lắm rồi. Đa số thời gian này sẽ phải tự lực cánh sinh, không có người giúp đỡ, điều này sẽ dẫn đến tình trạng tâm lý mệt mỏi căng thẳng. Áp lực, đồng nghiệp cản trở, đối thủ cạnh tranh là nguyên nhân chính, khiến các công việc của quý mệnh khó có thể tiến hành theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, dù có bị quấy rối làm phiền, thì cũng cần nhắc nhở mình bình tĩnh cư xử, chớ nóng nảy kẻo hỏng việc, kẻ xấu cũng sẽ có cái cớ để xen vào, nhân đó hãm hại hoặc giành mất công lao. Khi được giao cho phụ trách công việc, thì chớ làm với tinh thần đối phó, được chăng hay chớ, vì như vậy thì dễ mắc lỗi sai, ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân và cả tập thể. Khi vấn đề xảy ra, cũng cần dũng cảm đối mặt với sự thật, đừng tìm cách trốn tránh hoặc đổ lỗi cho ai, dù là người đứng ở vị thế lãnh đạo đi nữa thì cũng không được lơ là. Bởi nhiều quyết định của quý mệnh có thể ảnh hưởng sống còn tới cả tập thể, không nên nghe theo lời xúi giục của những kẻ nịnh hót. Khi đứng trước các vấn đề, cần có cái nhìn đa chiều và đúng đắn, đừng nghe theo lời nói một chiều của bất cứ ai.
về mặt tài lộc. Tử vi học nhận định, tình hình tài chính của Kỷ Dậu cũng khó có tiến triển được như mong muốn ngay từ thời điểm đầu năm. Quý mệnh nên xác định cho rõ định hướng của mình, không nên đặt ra những cái đích quá xa vời, vừa khiến bản thân mệt mỏi, lại vừa dễ rơi vào cảnh thua lỗ. Người làm công ăn lương nên chú ý vào nhiệm vụ của mình, chớ lơ là, kẻo kẻ xấu lợi dụng cơ hội để cướp công, khiến công sức lao động bỏ ra đều trở nên uổng phí. Cần chú ý vào công việc, bởi nếu không rất dễ xảy ra lỗi sai, vừa ảnh hưởng đến người khác, lại vừa phải tốn công sức và tiền bạc để sửa chữa. Với người làm ăn, kinh doanh, sẽ gặp nhiều bất lợi khi đối thủ đều quá mạnh mẽ, trong khi chính bản thân mình lại chưa tìm được lợi thế để cạnh tranh. Cần phải thật sự bình tĩnh để đánh giá đúng tình hình thực tế cũng như điểm mạnh của bản thân, chớ vội vàng đưa ra các quyết định để rồi vướng phải thua lỗ lớn hơn. Người thiếu kinh nghiệm cần hạn chế dốc hết tài sản của mình để đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, vì như vậy khó thu hồi vốn và cũng dễ phải chịu những tổn thất nặng nề. Tốt nhất hãy tiến hành từng bước chậm mà chắc, không nên chạy theo xu thế, cần tích lũy kinh nghiệm dần dần rồi mới có thể làm ăn lớn được. Tuy nhiên, trên thực tế thì trong năm vẫn sẽ có một số thời điểm quý mệnh gặp được nhiều may mắn hơn, quan trọng phải đủ tinh tế để nhận ra đâu là cơ hội mình cần lập tức nắm bắt. Nắm bắt được cơ hội, ắt sẽ cải thiện được tình hình thực tại, thậm chí phát hiện ra được hướng đi mới, khắc phục bế tắc. Về mặt tình cảm, gia đạo. Chia buồn với Kỷ Dậu, vì quý mệnh rất dễ phải đối mặt với những đổ vỡ, tổn thương trong chuyện tình cảm. Thời điểm này, quý mệnh và nửa kia thường xuyên mâu thuẫn, ý kiến với nhau. Chỉ một vấn đề nhỏ cũng có thể thổi bùng lên cơn nóng giận của cả hai. Nếu không biết kiềm chế cơn nóng này của mình, thì rất dễ có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương đến người thân thiết nhất. Vì thế, khi phải chịu đựng những áp lực cuộc sống, thay bằng việc trút giận lên đầu người ấy, thì nên chia sẻ, tâm sự với đối phương. Hai người thường xuyên trải lòng sẽ ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau hơn, tránh được những khúc mắc không đáng có. Với người độc thân, sẽ có cái nhìn khá tiêu cực về chuyện tình cảm, luôn cho rằng việc tìm hiểu người khác là mất thời gian và chưa sẵn sàng để nghĩ về chuyện lập gia đình hoặc đi thêm bước nữa. Chính vì vậy, quý mệnh thường từ chối thẳng thừng lời giới thiệu của người khác, hoặc dù có gặp gỡ ai đó, thì cũng chỉ lấy lệ mà không thực sự quan tâm để ý. Nếu đã có người thầm thương trộm nhớ, thái độ chần chừ có thể sẽ đánh mất đối phương. Hãy dũng cảm và chủ động hơn trong việc nói ra tình cảm của mình. Dù có quý trọng người ấy đến mấy mà chỉ giấu trong lòng thì đối phương sẽ chẳng thể nào biết và cho mình cơ hội. Về mặt sức khỏe, với những rắc rối trong cuộc sống, Kỷ Dậu khó có thể cảm thấy lạc quan, khỏe mạnh. Quý mệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi với các áp lực, thậm chí là than thân trách phận, tâm lý nặng nề. Để tránh rơi vào những tình huống xấu, cần phải nhanh chóng chia sẻ những cảm xúc của mình với người đáng tin cậy, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng. Rồi lại suy nghĩ không thông, chắc hẳn mọi người luôn sẵn sàng đưa ra một gợi ý, sẽ giang tay giúp quý mệnh vượt qua tình cảnh khó khăn. Ngoài ra, cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc, hãy tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình. Tích cực tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao để cơ thể cảm thấy khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm hơn. Và sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận dành riêng cho Kỷ Dậu, sinh năm 1969, năm 2023. Đầu tiên là tử vi tuổi Kỷ Dậu tháng 10 âm lịch 2023. Tuổi Kỷ Dậu âm lịch chỉ ra rằng quý mệnh có cơ hội thể hiện năng lực và mang về chút thành quả, nhưng đừng vì thế mà quá tự hào hay kiêu căng. Nhìn chung không có khó khăn nào có thể cản đường của Kỷ Dậu, vì quý mệnh là người giỏi giang, có năng lực, luôn hết mình vì công việc, lại rất giỏi trong khả năng thể hiện bản thân và xúc tiến công việc hiệu quả. Đó chính là kỹ năng lãnh đạo cần thiết để tự tin dấn thân vào vai trò mà quý mệnh đang chờ đợi. Chắc hẳn sẽ được đánh giá cao về thành tích đạt được và có thể chính điều này khiến quý mệnh có chút kiêu căng, nên sẽ có một số người tìm cách đối đầu. Thời gian này có thể Kỷ Dậu sẽ trải qua những ngày bận rộn trong công việc, không có thời gian cho những khía cạnh khác của cuộc sống. Ngũ hoàng bay về phương chính Tây, quý mệnh có thể gặp phải họa quan trường, vì vậy không nên mâu thuẫn với người quyền cao chức trọng hoặc nói năng thiếu suy nghĩ để lộ sơ hở cho kẻ khác lợi dụng. Tử vi tháng chỉ ra rằng quý mệnh có thể kiếm được tiền, nhưng việc mất tiền cũng xảy ra đồng thời, thế nên cần ưu tiên những giải pháp an toàn nhất có thể. Có thể thấy nhiều người không cân đối được việc thu chi, lại có xu hướng mua sắm để thỏa mãn cái tôi, nhiều hơn là nhu cầu thật sự cho cuộc sống hiện tại. Khi quý mệnh tin rằng mình giỏi thì lại càng có nhiều cái bẫy to hơn được răng ra, do đó nên cẩn thận với những kẻ nịnh bợ, lợi dụng lòng tham hoặc đam mê danh vọng của quý mệnh để lừa đảo.
Sự xuất hiện của kiếp tài nhắc nhở quý mệnh nên thận trọng. Chuyện liên quan đến tiền, đi đâu cũng cần phải kiểm tra cẩn thận trước khi rời nhà, đóng cửa then cài kẻo bị mất trộm. Vận trình tình cảm của Kỷ Dậu trong tháng này có nhiều thăng trầm, nhìn chung may hay rủi hoàn toàn nằm trong góc nhìn của bản thân mà thôi. Nguyệt lệnh đế vượng cho thấy, quý mệnh có xu hướng đặt công việc lên trên tình cảm, nhưng nó cũng có thể là cơ duyên để người độc thân gặp được người phù hợp ở chỗ làm của mình. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Bách Việt nên việc đối mặt với đào hoa xấu có thể xảy ra, có ai đó sẽ làm quý mệnh tưởng chừng muốn ngộp thở vì sự đeo bám của họ. Gia đình và người bạn thân sẽ liên tục đưa ra lời khuyên, yêu cầu hãy lắng nghe và làm theo họ. Tuy nhiên, Kỷ Dậu có lúc cảm thấy phiền toái vì sự nhiệt tình thái quá này. Tình hình sức khỏe của Kỷ Dậu trong tháng có dấu hiệu đi xuống vì quý mệnh không đủ quan tâm với những thay đổi trong cơ thể. Người càng bận rộn thì càng lơ là việc ăn uống đúng giờ, từ đó mới phát sinh ra nhiều bệnh khác nhau. Bệnh thường thấy nhất ở Kỷ Dậu trong tháng này liên quan tới dạ dày. Thời điểm dương khí ngày càng suy yếu, âm khí ngày càng tăng trưởng, dễ tổn thương phổi, vì thế phải hết sức thận trọng về các vấn đề liên quan tới bộ phận này. Cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Sửu, tuổi Thìn, tiểu nhân là tuổi Tỵ, tuổi Mão, màu sắc may mắn là màu xanh lá, màu đỏ, con số phát lộc là số 56 và số 54. Tiếp theo là tử vi tuổi Kỷ Dậu, tháng 11 âm lịch 2023. Tuổi Kỷ Dậu âm lịch chỉ ra rằng sẽ khá vất vả để kiếm được số tiền hiện tại. Sau đó đừng vì những phút bốc đồng mà chi tiêu quá phung phí nhé. Tháng mới hứa hẹn sẽ gặp gỡ được với người có sức ảnh hưởng trong các mối quan hệ, có thể tình nguyện giúp đỡ họ trong các dự án lớn, đánh đổi một chút thời gian và công sức để có được những kinh nghiệm vô giá. Với những ai khởi nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn, có những lúc sẽ cảm thấy mất niềm tin về bản thân, ý chí bị lung lay khi không đạt được mục tiêu đã đề ra, thế nhưng đừng vì thế mà bỏ cuộc bạn nhé. Cần phải mất thời gian đầu để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Việc thành công quá sớm là điều không thể xảy ra lúc này, nên nhớ rằng không phải cái gì cũng đi theo kế hoạch. Quan trọng là phải biết thích nghi với hoàn cảnh một cách nhanh chóng để có thể tìm ra cách xử lý vấn đề, sau đó không quên rút ra kinh nghiệm cho bản thân nữa nhé. Ngoài ra, đừng vì một lỗi sai nhỏ của đồng nghiệp mà nhắc đi nhắc lại, vì ngay chính mình cũng từng mắc không ít lỗi tương tự. Phải được người khác bỏ qua đấy thôi, lúc này bạn hãy sống bao dung với mọi người để có môi trường làm việc lành mạnh. Tử vi tháng cho thấy, quý mệnh kiếm được tiền, nhưng đó là thành quả do sự vất vả mà có được, sau đó nhất định phải trân trọng từng đồng do mình làm ra nhé. Quý mệnh rất dễ bị xúi dục tham gia những dự án đầu tư ma vì chúng vẽ ra những kế hoạch trông rất có lý với lợi nhuận cao. Để bẫy người thiếu hiểu biết, nếu tò mò thì có thể tìm hiểu, nhưng khi xuống tiền thì cần tỉnh táo. Lời khuyên, cần phải tìm cách để điều chỉnh kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm đầu tư vì có vẻ quý mệnh đã vung tay quá chán trong thời gian qua. Cho những nhu cầu không thực sự cần thiết, hãy tìm kiếm niềm vui trong việc tích lũy tiền và gia tăng tài sản, đó là cách để tránh lãng phí thời gian. Vào những việc vô bổ, khi quá bận rộn kiếm tiền, các thói quen xấu sẽ ít có cơ hội len lỏi vào cuộc sống của mình hơn. Tử vi tháng cho thấy, cuộc sống lứa đôi có vẻ ổn định, vững chắc nhưng cứng nhắc, hai người không thực sự hài lòng về nhau nhưng lại âm thầm chống đối, xây dựng lên bức tường vô hình ngăn cách. Có những thời điểm, một nửa của quý mệnh không tìm được tiếng nói chung về các thành viên trong gia đình, thì hãy ở bên để họ tâm sự, tuy nhiên tránh việc đổ thêm dầu vào lửa khi mà chưa biết sự thật của câu chuyện là gì. Thời gian này, những cặp đôi đã tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống, hạn chế những đối đầu vì những chuyện không đâu, thậm chí có những cặp đôi đón tin vui bầu bí trong thời gian này. Nhị hắc nhập cung Đông Nam, ảnh hưởng khá nhiều tới khía cạnh sức khỏe của quý mệnh, lúc này có thể sẽ mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp. Thời tiết mùa này khá khó chịu, hãy nên thường xuyên đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ mình khỏi khói bụi, độc hại. Ngoài ra, nên thường xuyên sử dụng dưỡng da để bổ sung dưỡng chất cho làn da bị khô vì không khí thời điểm này khá hanh khô. Ngoài ra cũng có thể tận dụng khoảng thời gian này để chăm sóc bản thân thông qua những buổi tập yoga, đạp xe hoặc đơn giản tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi này. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Sửu, tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Dậu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn là màu tím, màu hồng, con số phát lộc là số 86 và số 69. Cuối cùng là tử vi tuổi Kỷ Dậu, nam nữ mạng, tháng 12 âm lịch 2023. Tuổi Kỷ Dậu âm lịch cho thấy có nhiều điều ngăn trở khiến quý mệnh khó thực hiện được mục tiêu của mình, nhưng chỉ cần bình tĩnh, từ tốn thì mọi việc sẽ lại tốt lành sớm thôi. Tháng này,
Thương quan xuất hiện là lời nhắc nhở để Kỷ Dậu phải khôn ngoan hơn trong cách nhìn người nếu không muốn phạm sai lầm. Có người tỏ ra đáng tin cậy, nhưng trong một hoàn cảnh nào đó, họ mới lộ diện, sẽ rất bất ngờ vì điều này đấy. Là người thẳng thắn và chân thành, luôn mong muốn mọi thứ phải rõ ràng, minh bạch. Khi phát hiện ra điều gì đó bất thường trong công việc, hãy chủ động trình bày với cấp trên để giải quyết triệt để vấn đề nhé. Nếu không thể thay đổi hoặc cải thiện tình hình thì nên tạm quên mọi chuyện và tập trung làm tốt công việc của mình. Quý mệnh là kiểu người cần tâm sự với người khác khi không hài lòng về công việc. Thế nhưng nếu mở lòng với người không đáng tin cậy thì toàn bộ suy nghĩ, cảm xúc của bản thân sẽ bị lệch lạc. Do đó, hãy lựa chọn người nghe, không phải ai mà cũng có thể nói hết suy nghĩ của mình ra như thế. Đồng thời quý mệnh cũng là người rất chu đáo và hào phóng, luôn hiểu rõ những suy nghĩ của bản thân nên có vấn đề gì thì cũng đủ kiểm soát tình hình ngay sau đó. Thời gian này rất tốt cho việc tập trung phát triển trí tuệ bằng việc thu thập thêm những kiến thức hay ho cho mình, chẳng thể ép bản thân tìm hiểu điều mà mình không thích. Do đó chỉ có những gì khiến quý mệnh tò mò hứng thú thì hãy tìm hiểu nhé. Khi hiểu ra rằng phát triển bản thân là việc còn quan trọng hơn cả việc tập trung kiếm tiền, thì sẽ có ngày gặt hái được thành công, cho dù mục tiêu không phải là tiền bạc hay công danh như bao người ngoài kia. Xét về đường tài lộc của Kỷ Dậu trong tháng 12 âm lịch này cho thấy, vì luôn muốn an toàn nên quý mệnh khó gia tăng tài sản của mình. Có thể hiểu biết nhiều nhưng thiếu hành động nên đã để những điều mình biết bị kìm hãm năng lực kiếm tiền của mình. Quý mệnh là người thông minh nhưng hay do dự, thiếu quyết đoán nên dù cơ hội luôn có đó nhưng lại không nắm bắt được, để mọi thứ qua đi một cách nhanh chóng. Vì thế đừng oán trách rằng tại sao người ta nhanh giàu còn mình thì không. Thời gian này cũng không tốt cho những ai ham mê tiền bạc, đuổi theo danh lợi với mục đích thỏa mãn sự tham lam của mình, sẽ có nguy cơ bạn bị mất trắng, không còn cả danh lẫn tiền đâu đấy. Lời khuyên là Kỷ Dậu nên làm ăn chân chính, tuy mọi thứ phát triển chậm nhưng sẽ tốt hơn là việc tiền nhanh đến và nhanh đi, cuối cùng sẽ chẳng thể tích lũy được gì. Phương diện tình cảm của Kỷ Dậu trong tháng 12 nhìn chung suôn sẻ, hanh thông khi quý mệnh trở nên hài hòa, vui vẻ với mọi người. Cũng là lúc nhận được yêu thương nhiều nhất, không thích ở một mình vì quý mệnh thích việc chia sẻ cuộc sống với người mình yêu thương. Thái âm các tinh tốt cho nữ mệnh sẽ phù trợ cho nhân duyên thêm phần tốt đẹp đó, được người đàn ông của mình yêu chiều, chăm sóc tận tình, nhiều cặp đôi nhân cơ hội này để lên kế hoạch kết hôn hoặc có con. Người độc thân có thể bất chợt rơi vào lưới tình, dẫu cho đang tập trung vào sự nghiệp, việc mà chưa từng lên kế hoạch, lại xảy ra một cách tự nhiên, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người làm trái tim mình rung động. Nửa kia của quý mệnh cũng là một người đáng tin cậy. Họ cũng phải biết cách quản lý cảm xúc của mình và luôn cố gắng thể hiện sự trưởng thành trong mối quan hệ, luôn là chỗ dựa vững chắc của mọi người. Vì thế, khi ai đó cần xin lời khuyên hay đơn giản là muốn được lắng nghe thì nên sẵn lòng ở bên họ. Về sức khỏe của Kỷ Dậu không có gì phải quá lo ngại cả, thời tiết không phải là tác nhân gây ảnh hưởng quá nhiều. Thất xích bay về trung cung dự báo tháng này dễ bị thương tích vì kim loại, do đó khi làm việc với dao kéo hoặc có các dụng cụ tương tự thì nhất định phải cẩn trọng kẻo xước tay, xước chân đấy nhé. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho quý mệnh cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại, là cơ hội cho những ai đang ốm đau sẽ hồi sức nhanh hoặc tìm được bác sĩ phù hợp để chữa bệnh cho mình. Thời gian này có thể thấy Kỷ Dậu quan tâm chăm sóc sức khỏe của mình hơn bao giờ hết để thực hiện kế hoạch giảm cân hay tăng cân. Quý mệnh rất nghiêm túc tuân thủ chế độ dinh dưỡng đã được đề xuất, không những vậy, còn tới phòng gym hoặc tìm cách vận động ở nhà vào những giờ nhất định. Có thể nói, tính kỷ luật mà Kỷ Dậu đang xây dựng hứa hẹn sẽ sớm cho kết quả xứng đáng trong thời gian tới. Vì thế quý mệnh nhất định không được nản chí nếu thời gian đầu cảm thấy việc này có chút khó khăn trở ngại nhé. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Mão, tuổi Tuất, tiểu nhân là tuổi Dậu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn là màu hồng, màu đỏ, con số phát lộc là 79 và số 82. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, vượt qua ba cạm bẫy này của nhân sinh, bạn sẽ tránh được một cuộc đời tầm thường. Nhân sinh trên đời, rất nhiều chuyện sẽ không thuận buồm xuôi gió, đều sẽ gặp phải một chút khó khăn trở ngại. Nhưng mà cổ nhân cũng có câu, thấy đủ thường đủ cả đời không nhục, biết dừng thường dừng cả đời không thẹn. Ba cạm bẫy mà người thường mắc phải có lẽ là lời nói, tức giận và dục vọng. Nếu có thể nắm vững được ba điểm này thì cuộc đời cũng sẽ không tầm thường, kiếp nhân sinh vậy là cũng không uổng phí. Nói ít nhìn nhiều, tuy mặt gửi lời, trong Tăng Quảng Hiền Văn có ghi lại, thị phi chỉ vì mở miệng nhiều, gây chuyện thị phi, phần lớn là bởi vì nói nhiều không chịu ngồi yên.
Cổ nhân đã từng nói, nước đổ khó hốt, lời nói ra cũng giống như bát nước đã đổ đi, không cách nào có thể thu lại được nữa. Muốn nói gì trước tiên phải suy nghĩ cho kỹ. Lão Tử nói, chớ nói nhiều sai nhiều. Trong kinh dịch cũng có nói, người hiền từ nói ít, người nóng nảy nói nhiều, lời nói dường như buông ra thật dễ dàng. Nhưng nếu không tế nhị, suy nghĩ kỹ một chút, không để ý tới sắc mặt của người khác khi nói chuyện, có khi kết cục lại tự rước họa vào thân. Nói tùy tiện, không kiêng nệ gì ai, cũng không cần biết người khác như thế nào, đây là sai lầm lớn nhất của kiếp nhân sinh. Tránh tức giận, học cách nhẫn nại, trong Tăng Quảng Hiền Văn có ghi lại, nhẫn được cơn giận một lúc, tránh được mối lo trăm ngày. Chữ nhẫn, ở trên là lưỡi dao, dưới là trái tim, dù cho có đau đớn như dao cứa vào tim, thì người làm việc đại sự cũng không thể tức giận. Gia Cát Lượng trong lần bắc phạt cuối cùng, từng giằng co với Tư Mã Ý cả trăm ngày, trong lúc Gia Cát Lượng nhiều lần khiêu chiến, Tư Mã Ý cố thủ không chịu ra ứng chiến, Gia Cát Lượng không còn cách nào, mới phái người đưa sang cho Tư Mã Ý một bộ quần áo của đàn bà. Nhưng Tư Mã Ý vẫn có thể nhẫn nhịn được mà không thèm để ý đến. Người bình thường gặp phải tình huống này thì sẽ không thể chịu được mà nổi xung lên. Mấy ngày sau thì Gia Cát Lượng mắc bệnh mà chết trên Gò Ngũ Trượng, quân Ngụy không chiến mà thắng. Sau trận chiến này, Tư Mã Ý đạt được danh vọng chưa từng có, dần dần nắm giữ quyền hành của Ngụy Quốc, đặt nền móng cho triều đại nhà Tấn. Thử nghĩ nếu Tư Mã Ý không nhẫn nại được, rơi vào cái bẫy khiêu chiến của Gia Cát Lượng, vậy thì kết cục của ông chắc chắn sẽ không thể tốt được như thế. Tuân Tử từng nói, nộ bất quá đoạt, hỉ bất quá dư, ý tức là lúc tức giận cũng phải có chừng mực, khi vui vẻ cũng không được quá phận, dù là lúc nào cũng phải nhớ rằng không thể chỉ vì một sự tình mà khiến cho cảm xúc bị chi phối, phải nhẫn nhịn được cái tâm tình của bản thân. Đây chính là tu dưỡng, cũng là một loại đạo xử thế, dễ nóng giận thì sẽ không thể nhẫn nại được, lòng dạ hẹp hòi, đây là sai lầm thứ hai của kiếp nhân sinh. Tham lam vô độ, bị dục vọng khống chế, trong Tăng Quảng Hiền Văn có ghi, thấy đủ thường đủ, cả đời không nhục, biết dừng thường dừng, cả đời không thẹn. Người biết đủ sẽ rất vui vẻ hạnh phúc, bởi vì bọn họ sẽ không bị dục vọng làm vấy bẩn, cũng sẽ không bị dục vọng sai khiến, khi làm việc gì không thể vì chút dục vọng, mà làm cho đến tuyệt tình, làm gì cũng phải lưu lại một chút khoảng trống, như vậy mới không tạo thành sai lầm, để rồi phải hối hận mãi về sau. Dục vọng là từ đâu? Sự nhục nhã từ đâu mà có? Cũng chỉ là hai chữ biết đủ. Lão Tử từng nói, biết đủ thì không nhục, biết dừng lại thì không nguy, thế mới có thể lâu dài. Những lời này chính là nói người ta, sống thì phải biết đủ, người không biết đủ thì sẽ trở nên tham lam, cứ cố gắng lao đầu về phía trước, như vậy thì cách tai họa cũng không còn xa nữa. Có câu rằng, thân hậu hữu dư vong xúc thủ, nhãn tiền vô lộ tử hồi đầu, tạm dịch, sau lưng có đường lui nhưng không chịu buông tay. Trước mắt muốn quay trở về cũng không còn lối, câu nói ấy thật sâu sắc, là một lời ám chỉ của người xưa, chẳng phải nhắc nhở chúng ta phải cảnh giác đó sao? Khi bị dục vọng điều khiển, biết rõ phía trước là vực sâu thẳm, nhưng vẫn cứ nhắm mắt làm liều, không chịu dừng lại, hãm sâu vào nơi tăm tối, đến lúc bị dục vọng khống chế thì hối hận cũng đã muộn. Trong Đạo Đức Kinh cũng có nói, yêu nhiều ắt sẽ tổn nhiều, chất chứa nhiều ắt sẽ mất nhiều, nếu không kịp thời khắc chế dục vọng thì đâu chỉ có mất và tổn đơn giản như vậy. Tham lam vô độ, không biết tiết chế, bị dục vọng điều khiển, đây chính là cái bẫy thứ ba của kiếp nhân sinh, đời người phiền não, không kể hết được. Chỉ cần nhẫn được thì ngày mai trời lại sáng, thân nơi bóng tối gặp phải nghịch cảnh, cũng không được ủ rũ, tĩnh tâm lại tìm ra nguyên nhân phía trước sẽ là bầu trời xanh. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10, 11, 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023, cho người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.